Dạ anh Thanh cũng biết. Đồ đằng sau giúp em. Chị Sam ơi, mới vừa coi menu danh sách nghệ sĩ thì trong không có tên em. Cảm giác mình như mình không được mời, mình tới mình thấy là má giữa chùa vậy trời. Thấy vô thành tựu tìm được không mà má ơi. Sam ơi, vô đi. Chị vô chị kiểm chứng từ nãy giờ có nhiều người không có được tên trong menu đó. Nhưng mà sao cũng được màu sắc là thôi hả? Dạ. Em mời bạn chị lấy đi, tại không có tên em. Chị ơi, chị ơi. Ô, tí anh tí vô đây. Vô đây. Đi vô trước đi, vô đi. Người lớn, tay người lớn tuổi nha quý vị. Thấy vậy chứ lớn tuổi thì tôi. Như chia sẻ chút cái lực đàm cưới ở Cam Ranh đó. À thực ra thì hôm nay cố tình trưng diện chỉnh chu để gỡ lại hình ảnh của Cam Ranh quá bê xê lết rồi, chưa có một cái tiệc nào mà tưởng đâu đi tour tiệc cưới không á. Ngày ba quẩy bắt người ta chơi tới 2-3 giờ sáng, xong ngày hôm sau bắt dậy sớm 3 giờ chiều bắt đầu tiệc, rồi tối bắt xuống hồ bơi chơi nữa. Không thể nào tưởng tượng một cái buổi đi mà tốn quá nhiều đồ như vậy. À còn rất nhiều câu chuyện hậu trường của showbiz cũng được tiết lộ ngay cái bữa tiệc hồ bơi nha mọi người, nhưng mà bắt buộc là sau cơn xỉn phải quên hết. Tôi thề tôi không nhớ gì đâu, sẽ đăng sau. Thì trong đêm đó em chỉ mất đời trai của em thôi chứ em không mất đồ gì cả. Ai hạ đời trai của Minh Dự? Trời, tôi là của chung đó. Minh Dự kể về cái việc mà giải nhạc Phương đi. Dạ hôm đó em giải Nhã Phương như thế nào? Không, Quỳnh Lập giải Nhã Phương em không hề biết. Giữ đấy có tên không? Thật ra bây giờ xin lỗi mọi người, không có muốn đứng đây vàng ràng nhưng mà vẫn chưa có tên trong danh sách khách mời. Thank you.
này đi. Trời đất ơi. Thôi em xin thiệt. Từ từ. Bé đi rối kiếm không được, bình tĩnh. Rồi. Kiếm cái đâu á. Rồi. Kiếm ai? Kiếm Ngọc Phương. Giờ không có tên là quê này nha. Không thì mày chiều phát đàng hoàng. Chị không có tự tin đâu mà. Chiều phát hả? Không, chị được gửi đàng hoàng. Là chị chiều, là hãy chiều đưa. Không, chị được tận tay gửi đàng hoàng. Chị hãy chiều đưa là hãy chiều anh đó. Anh đừng sao giùm em được mà. Chị em cảm ơn. Chưa về, vẫn đang ở dưới hồ bơi Cam Ranh đúng không? Nãy giờ đến Đông Hương chứ?
Yeah.